Google 3D, máy tính bảng đáp ứng mọi nhu cầu của bạn. Cùng mình điểm qua một vài lý do nhé. Thiết kế vô cùng mỏng nhẹ, chỉ nặng khoảng 440g thôi. Bạn có thể mang theo nó đến bất cứ đâu. Oppo Buds Air được trang bị màn hình LCD, kích thước màn hình 10,36 inch cùng với độ phân giải 2K. Tỷ lệ hiển thị màn hình lớn lên tới 83,5% so với thân máy, mang lại chất lượng hình ảnh sắc nét và vô cùng sinh động. Một điểm cộng khác đó là sản phẩm được trang bị với 4 loa Dolby Atmos cho âm thanh mạnh mẽ và vô cùng rõ nét. Hiệu năng phần cứng mạnh mẽ, tiết kiệm điện với chip Snapdragon 680, đi kèm theo đó là RAM 4GB. Trải nghiệm thực tế thì sản phẩm đáp ứng ở nhu cầu tốt với các tựa game phổ biến hiện nay như là PUBG hay là Linkin Mobile. Sản phẩm được trang bị với pin khủng lên tới là 7100 mAh. Ngoài ra còn được tích hợp sáng nhanh 18W, tha hồ mà trải nghiệm cả ngày dài luôn nhá. Ngoài đáp ứng tốt các nhu cầu về giải trí thì sản phẩm còn phục vụ tốt các nhu cầu về học tập hay là làm việc với các tính năng được trang bị ở đây là kết nối đa màn hình này, chế độ làm dịu mắt, làm giảm ánh sáng xanh. Mắt của bạn sẽ thoải mái hơn khi mà phải làm việc hay học tập cả một ngày dài đấy. Và vừa rồi là các tính năng có trên sản phẩm Oppo Buds Air mà mình đã trực tiếp trải nghiệm ở đây. Còn bạn thì sao? Bạn ấn tượng về tính năng nào nhất? Để lại thông tin cho mình ở dưới phần bình luận nhé. Cũng đừng quên để lại cho chúng mình một tim, một follow để cập nhật những tin tức mới nhất từ Hoàng Hà nhé. Bye bye!